Thưa quý vị, vào chiều tối nay, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ và Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo cho ý kiến dự thảo nghị quyết trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 8 khóa 15 về cơ chế chính sách đặc thù tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho dự án đất đai trong kết luận thanh tra kiểm tra bản án theo chỉ đạo của Bộ Chính trị. Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình nêu rõ đây là nghị quyết của Quốc hội về cơ chế chính sách đặc thù để xử lý các dự án đất đai tại một số tỉnh, thành phố, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các dự án đất đai trong kết luận thanh tra kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố là để đưa nguồn lực từ các dự án này vào cuộc sống, phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình lưu ý, đây là bước đi đầu tiên thí điểm tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho dự án đất đai trong kết luận thanh tra kiểm tra bản án theo chỉ đạo của Bộ Chính trị. Các địa phương cần tiếp tục rà soát tổng hợp, báo cáo cấp thẩm quyền các dự án đất đai có tình trạng tương tự để đề xuất giải pháp xử lý tiếp theo. Theo báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường, cơ quan chủ trì soạn thảo dự thảo nghị quyết có các nhóm chính sách và mỗi nhóm chính sách sẽ đưa ra phương án giải pháp xử lý đối với các dự án, nhóm dự án trong từng trường hợp cụ thể.